Vào bầu cử, cử tri Mỹ lo âu nhất về lạm phát Hàng tỷ đô la Mỹ bốc hơi khỏi sàn giao dịch tiền điện tử FTX.com Tesla thua hồi hơn 40.000 xe tại Mỹ Đức chặn thương vụ bán nhà máy chip cho Trung Quốc Bất chấp quốc hội phản đối, Mỹ âm thầm yêu cầu các ngân hàng giữ quan hệ với Nga 5,8 triệu người Mỹ Latin phải đối mặt với nghèo cùng cực do biến đổi khí hậu doanh nghiệp Trung Quốc đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào cơ sở vàng trắng. Sam lớp xe đạp, xe máy và mô tô của Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá bởi Maroc. Xuất khẩu cá tra tăng mạnh. Kính thưa quý vị, tất cả nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 9 tháng 11 của DKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo CNN, kết quả sơ bộ của cuộc tham dò ý kiến toàn quốc do Edison Research đã thực hiện, có hơn 7 trên 10 người Mỹ đã nói rằng họ không hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra trong nước. Xếp hạng tín nhiệm của ông Biden ở mức khoảng 45% và các cử tri tham gia lần bầu cử này có khả năng phản đối ông Biden gấp đôi khả năng ủng hộ. Lạm phát đang đứng đầu danh sách các mối quan tâm của cử tri trong cuộc bầu cử dự kỳ năm nay và quyền phát thai xếp hạng thứ hai theo kết quả thăm dò sơ bộ của Edison Research. Có khoảng 1 phần 3 cử tri coi lạm phát là một vấn đề quan trọng nhất đối với một lá phiếu của họ, và có 27% đã cho rằng quyền phát thai là ưu tiên hàng đầu. Số còn lại đã ưu tiên các vấn đề về tội phạm, chính sách sở hữu súng và nhập cư. Có hơn 3 phần 4 cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ đã nói rằng, lạm phát đã gây khó khăn cho họ và gia đình của họ trong năm qua. Trong đó có khoảng 20% đã nói rằng đó là một khó khăn nghiêm trọng. Và cứ 10 người thì có khoảng 6 người đã nói rằng giá sàn gần đây đã khiến cho họ gặp khó khăn. Thưa quý vị, một thông báo của Binance trên Twitter vào ngày 8 tháng 11, Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý mua lại đối thủ đang gặp khó khăn tài chính là FTX.com. Trong một tweet, giám đốc điều hành Binance là ông Chang Zhao đã cho biết, Công ty này đã ký một bức thư không sàn buộc để thể hiện ý định mua lại toàn bộ FTX.com, đang gặp một cuộc khủng hoảng thanh khoản đáng kể. Trước đó, trong một tin nhắn gửi đến các nhân viên, giám đốc điều hành FTX.com đã thừa nhận khoảng 6 tỷ đô la Mỹ đã được rút khỏi sàn này trong vòng 72 tiếng trước ngày 8 tháng 11. Đây là một con số cao bất thường so với mức trung bình chỉ vài chục triệu đô la Mỹ vào và ra sàn mỗi ngày. Tesla thu hồi 40.000 xe tại Mỹ. Thưa quý vị, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục gặp rắc rối với dòng xe Tesla, buộc phải thu hồi về 40.000 xe vì hệ thống lái trợ lực điện. Phía của Tesla cho biết, các dòng bị ảnh hưởng bao gồm Model S và Model X, được sản xuất từ năm 2017 đến 2021. Tesla đã tiến hành một số đợt thu hồi trong năm 2022. Vào hồi tháng 9, công ty này đã thu hồi hơn 10 triệu xe vì đã gặp lỗi ở cửa kính. Thưa quý vị, vòng qua ngày 8 tháng 11, Bộ Kinh tế của Đức đã cảnh báo việc bán một nhà máy sản xuất chip cho một công ty của Trung Quốc có thể bị cấm bởi vì thương vụ này đặt ra một mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo đó, công ty Sales có trụ sở tại Thụy Điển đang tìm cách để thâu tóm công ty Elmos có trụ sở tại Dortmund, Đức. Tuy nhiên, Sales thực chất là một công ty con của tập đoàn Sai Microelectronics của Trung Quốc. Sales là một công ty sản xuất linh kiện điện tử cho ngành ô tô. Bất chấp quốc hội phản đối, Mỹ âm thầm yêu cầu các ngân hàng giữ quan hệ với Nga. Thưa quý vị, trong khi các thành viên quốc hội Mỹ đã phản đối, thì các quan chức Mỹ đã đề nghị các ngân hàng nước này giữ mối quan hệ với một số thực thể quan trọng ở Nga. Sau phiên điều trần kéo dài 7 giờ tại quốc hội vào ngày 21 tháng 9, Hạ nghị sĩ Brad Sherman, thành viên đảng Dân Chủ từ California, đã chức vấn ông Diamond về việc ngân hàng của ông có các đứt quan hệ với các công ty nga, kể cả tập đoàn năng lượng Gazprom hay không, ông Sherman đã cho rằng các ngân hàng như là ngân hàng của ông Diamond đã sử dụng lỗ hổng trừng phạt để tiếp tục kinh doanh ở nga bất chấp xảy ra xung đột ở Ukraine. Ông Diamond đã trả lời cho vấn trên: chúng tôi đang làm theo hướng dẫn mà chính phủ Mỹ yêu cầu chúng tôi làm. Sau đó ông Sherman đã quay sang mục tiêu khác là bà Jane Fraser của Citigroup với một câu hỏi tương tự. Cuộc trao đổi trên đã cho thấy các ngân hàng lớn nhất tại Mỹ đang đứng giữa sức ép của chính quyền tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ về các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, phía sau hậu trường, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã thúc giục các ngân hàng lớn như là JP Morgan và Citigroup tiếp tục kinh doanh với một số công ty chiến lược của Nga. Nỗ lực âm thầm này là một phần trong những điều mà chính quyền Mỹ đã cố gắng làm để giảm thiểu tác động tiêu cực của biện pháp trừng phạt Nga. Mặc dù một số thành viên quốc hội đã bàn về các biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại Nga, nhưng chính quyền Mỹ lại đang vừa cố gắng cản trở những bước tiến của Nga, vừa tránh thảm họa kinh tế toàn cầu. Ông Nedima Infogris, luật sư chuyên về các luật trừng phạt kinh tế và cấm vận thương mại của Mỹ, tại Akin Charles Howard and Field, LLP đã cho biết, quốc hội cần phải hiểu điều này. Chính phủ Mỹ chưa áp đặt lệnh cấm vận toàn diện với Nga. Vẫn có nhiều doanh nghiệp được phép Thơn Rich cho biết, bộ tài chính Mỹ sẽ tiếp tục có các cuộc họp để thông báo với các ngân hàng về vi phạm giao dịch được phép, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân đạo. Chính quyền Mỹ đã nhiều lần cho biết họ muốn các ngân hàng và doanh nghiệp giữ dòng tiền chảy vào các lĩnh vực không bị trừng phạt của nền kinh tế nga. Nhưng thông tin về điều này chưa xuất hiện trước đây. Các quan chức bộ tài chính và ngoại giao đã kêu gọi các ngân hàng Mỹ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cơ bản như là thanh toán bằng đô la Mỹ chuyển tiền thanh toán và tài trợ thương mại cho những công ty Nga, được miễn một số khía cạnh của lệnh trừng phạt như là Gazprom, nhà sản xuất phân bón Eurocaloid hay là Force Điều này đã cho thấy các ngân hàng và chính phủ Mỹ phải duy trì cân bằng khi vừa hạn chế tạo thêm các doanh thu cho Nga, mà vừa hạn chế gây ra những cú sốc kinh tế lớn hơn. Thưa quý vị, trong một bài viết đăng trên blog của WB, ông Gerard Milo đã kêu gọi hành động để hơn 17 triệu người không phải rời nông thôn và thành thị để thoát khỏi các tác động của khí hậu. Và nhấn mạnh rằng, con số nói trên nhiều hơn toàn bộ dân số Costa Rica. Ông Charamillo đã chỉ rõ, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ Latin và kinh tế khu vực. Cũng theo ông cho biết, nhiều quốc gia Caribe như là Jamaica đã tiên phong với các sản phẩm tài chính sáng tạo để giải quyết các rủi ro so khí hậu do bão và các thảm họa khác. Ông bày tỏ mong muốn Mỹ Latin tận dụng nguồn tài nguyên đồng và lithium trong khu vực để phát triển xe điện và những công nghệ sạch khác, góp phần thúc đẩy quá trình khử carbon nền kinh tế. Cũng theo ông cho biết, có hơn 50% sản lượng năng lượng trong khu vực Mỹ Latin đến từ các nguồn sạch và tái tạo như là thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió, cho phép Mỹ Latin xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn và bán được giá hơn nhờ vào quá trình sản xuất không sử dụng nhiên liệu hóa thạch doanh nghiệp Trung Quốc đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào cơ sở vàng trắng. Thưa quý vị, kênh truyền hình Russia Today đã dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Argentina đã xác nhận, công ty khai thác tây tạng Sumit Resources của Trung Quốc sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ vào hai dự án khai thác lithium. Theo thông cáo báo chí của công ty công bố vào cuối tuần trước, dự án sẽ tạo ra 10.000 việc làm cho người dân ở Argentina. Công ty tài tạng Sumit Resources sẽ đầu tư 700 triệu đô la Mỹ vào dự án Sala de Debelos ở tỉnh Salta, và dự kiến sẽ tạo ra 50.000 tấn pin lithium carbonate trong năm tới. Đồng thời, công ty này cũng sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào dự án Sala de Arizaro và sản xuất ra khoảng từ 50.000 đến 100.000 tấn lithium carbonate vào năm 2024. Được biết, Argentina, Chile và Bolivia nằm trong khu vực tam giác lithium. Khu vực giàu lithium của giải Andres nơi chiếm 54% trữ lượng vàng trắng của toàn thế giới. Bên cạnh đó, theo thống kê của Phòng Doanh nghiệp Khai thác màu Argentina, Argentina hiện là một trong bốn quốc gia đang nắm giữ thị phần lớn trong nguồn cung lithium của thế giới, xếp ngay sau Úc, Chile và Trung Quốc. Thực tế, lithium là một kim loại quan trọng đối với pin trong ô tô điện và thiết bị điện tử máy tính. Vì thế mà nhu cầu về nguồn cung loại khoáng sản này ngày càng tăng cao. Lithium dự kiến tăng cao gấp 40 lần trong 20 năm tới, khi các công nghệ tái tạo trở nên phổ biến hơn. Tình trong nước Việt Nam Economy đưa tin vào ngày 7 tháng 11 cho biết, Cục phòng vệ thương mại đã nhận được thông báo từ phía Maroc vào cuối tháng 10 vừa qua về biện pháp khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng sầm lớp xe đạp, xe gắn máy và mô tô có xuất xứ từ Việt Nam hoặc là nhập từ Việt Nam và Maroc. Đây là vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đầu tiên mà Maroc đã thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Để xúc tiến điều tra chống bán phá giá, phía của Maroc đã gửi kèm thông báo bản câu hỏi điều tra cho các doanh nghiệp Việt Nam liên quan. Hạn chót để nộp bản trả lời cho các câu hỏi của phía Maroc là vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Theo thống kê của ITC, Trade Trademark đã cho thấy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam sang Maroc là 150.000 đô la Mỹ vào năm 2019, đến năm 2021 đã tăng lên là 636.000 đô la Mỹ. Xuất khẩu cá tra tăng mạnh. Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 10, xuất khẩu cá tra đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong các nhóm ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm nay. Vào cuối tháng 10, ước tính xuất khẩu cá tra sẽ mang về 2,2 tỷ đô la Mỹ. Hai thị trường có hai phần lớn với xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 30% và Mỹ chiếm 23%. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 9 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập hơn 104.000 tấn cá tra phê lê đông lạnh, trị giá trên 445 triệu đô la Mỹ, tăng 24% về khối lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với thị trường Trung Quốc, chính sách Zero Covid khiến cho nước này thiếu thực phẩm và thủy sản. Do đó mà 10 tháng, tổng xuất cá tra Việt Nam sang thị trường của nước này đã đạt 647 triệu đô la Mỹ, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài hai thị trường lớn trên, Việt Nam cũng tăng mạnh suất cá tra sang các thị trường CBTBB và một số nước châu Á, tận dụng lợi thế thuế quan và yếu tố địa lý. Vào cuối tháng 9, Việt Nam có hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cá tra. Hầu hết doanh nghiệp đều có doanh số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu cao. Với kết quả đạt được tới tháng 10, dự kiến cả năm xuất khẩu cá tra sẽ đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu cá tra chiếm 27% giá trị xuất khẩu toàn ngành và có thể tăng thêm trong năm nay. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.